Và xin chào mừng tất cả quý vị khán giả, chúng ta cùng đến với sông đá Thịnh Phát để chuẩn bị đón chờ xem trận đấu giao hữu giữa hai câu lạc bộ, đó là Vinh Hưng Hãm FC và câu lạc bộ Win. Vinh Hưng Hãm sẽ ra sân với bộ trang phục màu xanh, trang phục của nhà đương kim vô địch Champions League mùa giải năm nay, câu lạc bộ Manchester City, và sẽ bảo vệ phần sân phía tay trái màn nhỏ của các bạn. Như vậy là trọng tài chính của chúng ta đã thổi còi bắt đầu hiệp thi đấu đầu tiên. Win FC gần cuộn phòng vẫn sẽ ra sân với bộ trang phục truyền thống của câu lạc bộ này, đó là trang phục quần đen áo vàng, và sau đó về phần sân bên phía tay phải mày nhỏ của các bạn. Như vậy tỷ số là 1-0. Bất ngờ đã xảy đến khi Vinh Hưng Hãm FC đang có bàn thắng mở tỷ số, bàn thắng của nhỏ Chris. Sai lầm ở nơi hàng phòng ngự của đội bóng xanh tình huống cứu điểm vào đây. Đó là một tình huống đẳng cấp, bàn thắng của Nguyễn Thắng. Nguyễn Thắng đã tung xa một tình huống ngang người, bàn thắng quá đẹp mắt của Nguyễn Thắng. Cứu điểm không vào. Cầu thủ Win FC rất chịu khó chấp đá sinh, dứt điểm không vào, rất nguy hiểm, họ chỉ cần đợi có thể. Cú đá vừa rồi là của Thương Nguyễn. Theo phong cách gentleman pressing của Jurgen Klopp, tôi vừa mới nói xong, 2-1 dành cho Win, một bài đánh quen thuộc của câu lạc bộ áo vàng. Tình huống pha bóng lên chạm ngay vào cái lưng của một cầu thủ áo vàng, và Thương Nguyễn không mất quá nhiều thời gian để ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Quá người không thành công, cơ hội phạt góc, không vào. Cơ hội dành cho câu lạc bộ Vinh Hưng Hãm, dứt điểm. 2-0. Chỉ trong một tình huống triển khai bóng tấn công tương đối đơn giản, Vinh Hưng Hãm FC đã có bàn thắng gỡ hòa 2-0, và lần này là bàn thắng được ghi do công của số 8 Vũ Chelsea. Đội chuyền của Vũ Chelsea, đây là cơ hội trên trái, không vào. Chúng ta xem lại sự đột biến trong lối chơi của cao thủ Vinh Hưng Hãm. Thì có đôi người cứu thua tuyệt vời của thủ môn Cường Hoa nào. Cao thủ Vinh Hưng Hãm cũng đang cẩn trọng hơn trong những pha bóng ở khu vực sân nhà. Đá đi ngay. Và đó là Nami Iniesta. Hàng phòng ngự của Win FC đã chơi không tốt ở trong pha bóng vừa rồi. Quả đá phạt trực tiếp ở một khoảng cách tương đối xa. Giữ điểm đó không vào. Đó là tung ra quả đá thẳng từ một khoảng cách rất xa của cầu thủ áo xoay 10, và nó khiến cho thủ môn Insimo phải tung người để bóng. Dương Quán Nam, thì một dứt điểm thẳng của Dương Quán Nam bóng bay vào xa. Còn lần nữa chúng ta xem lại quả đá phạt trực tiếp này của Dương Quán Nam. Không có lỗi của cầu thủ bên phía đội bóng xanh, Nam Iniesta không vào. Thì một đầu người cứu thua chính xác của Cường Hoa. Chúng ta xem lại pha bóng này của Nam Iniesta. Được chuyển vào phía trong, cơi không vào. Người vừa rồi là dành cho cầu thủ mang áo số 20, đó là Cương Vinh. Quả người thành công, và đang là cao thủ bên phía Win FC. Ba đều. Cú đúp của Nguyễn Thắng. Cầu thủ Vinh Hưng Hãm FC tấn công quá nhiều nhưng lại không mang lại được bàn thắng, và cái giá phải trả qua là phải vào lưới nhận bóng lần thứ 3. Đường chuyền bàn gỡ trên trái không vào, dẫn bóng tới không vào. Chúng ta xem lại pha dứt điểm này, đó còn quá hiền của Thương Nguyễn, và đang ở trong giai đoạn nhạy cảm nguy hiểm quá, cây vào. Ooh.
hôm nay Hà Phong Ngữ cùng Nguyễn MC có mất lỗi tương đối nhiều. Tường Vinh đứng trước quả đá phạt trực tiếp này. Tường Vinh bóng bay vào xa.